Trên màn ảnh của quý vị đang là Phương Đình An và chúng ta sẽ cùng đến với những hiệp thi đấu tiếp theo của ASA Super League. Một pha phối hợp không thực sự ăn ý giữa các cầu thủ Thor và bây giờ bóng thuộc về tay Loki. Phương Đình An không có bất kỳ áp lực nào tới từ các cầu thủ của Thor. Phương Đình An phối hợp rất tốt với Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa tay trái làm tốt nhiệm vụ của mình. Cơn quyết định dứt điểm hơi vội vàng. Phương Đình An dẫn tay và xoay người tuyệt vời. Và người đồng đội đã không phụ lòng Phương Đình An sau pha bóng vừa rồi. Một pha rút bóng rất hay của cầu thủ Loki và đây là tình huống 3-1, không thể không có điểm cho tình huống này. Đó là Phương Đình An. Tuấn đã bỏ rơi người kèm và Tuấn kia với chiều cao hơn 29 của mình đã dễ dàng chiếm được khoảng không gian ở dưới rổ. Phương Đình An lập ba điểm hiếm hoi của Phương Đình An và thành công. Tất nhiên là ra khỏi sân. Phương Đình An bằng tay phải. Phương Đình An dẫn bóng tay phải và ném bóng tay trái. Anh đã làm như vậy ở cuối hiệp 1 nhưng không thành công. Nắm giữ lợi thế về mặt tinh thần và Edward lại là Phương Đình An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phương Đình An không chơi bóng tay trái và bị phạm lỗi. Rất khó để ngăn cản Phương Đình An nếu như không có va chạm. Điểm vẻ như trung vòng cao to bên phía Iron Man lại từ chối món quà từ trên trời rơi xuống đó của Loki. Phương Đình An lỗi rồi và có điểm cho Phương Đình An. Nếu các bạn để ý đến cú lắc người trước đó của Phương Đình An thì các bạn mới thấy nó ảo diệu như thế nào. Vâng, nhìn thì đơn giản thôi nhưng đó là cả một quá trình và kèm theo đó là một sự năng khiếu rất lớn đến từ cái tay trái của cầu thủ này. Quá dẻo từ cánh tay cho đến bả vai, tất cả kỹ thuật cá nhân của cầu thủ bên phía Iron Man và Loki đều rất tốt. Vâng, đây chính là sự thay đổi trong lối chơi của Loki. Phương Đình An, khi mà Tuấn Nghĩa ra sân thì đã không còn một cầu thủ đánh cặp với Phương Đình An. Tay trái rất khéo và đường truyền tuyệt vời của An Tâm. Và hai điểm tiếp theo dành cho cầu thủ áo số 51 của Loki. Có khi lại là Phương Đình An. Vâng, chính xác là như vậy. Phương Đình An trong quãng phút vừa qua anh đã chơi hai rổ khá nhiều. Đây là Giang Nghị. Đây là Phương Đình An. Điều chỉnh rất tốt của Phương Đình An. Và hai điểm đầu tiên của Thái Quang sau khi trở lại sân từ băng ghế dự bị. Điểm hơi vụng. Phản công cho Loki cơ hội là có điểm nữa rồi. Một đường chuyền tốt. Và hai điểm.
khó khăn dành cho Loki để rút ngắn tỷ số 42-54. Một từ Aizo chăng? Lô điểm cho Ferdinand. Một tình huống quyết định táo bạo, nhưng sự táo bạo của tuổi trẻ đã mang về hy vọng tiếp theo dành cho Loki từ Ferdinand.